mời anh lên tàu lửa chúng mình đi, đi đi khắp nơi mà không thích sao. Tàu mời anh lên tàu lửa chúng mình đi, đi đi khắp nơi mà không tốn tiền. Nào mời anh lên tàu lửa chúng mình đi, đi đi khắp nơi mà không thích sao. Nào mời anh lên tàu lửa chúng mình đi, đi khắp nơi mà không tốn tiền. Xin mời tất cả mọi người cùng đi cái chuyến tàu lửa này của cộng đoàn Costa Mesa. Đi khắp nơi mà không tốn tiền. Nào mời anh lên tàu lửa chúng mình đi, đi đi khắp nơi mà không thích sao. Nào mời anh lên tàu lửa chúng mình đi, đi khắp nơi mà không tốn tiền. Tất cả mọi người nha, A B C K thì tàu đang lên dốc nha. A B C K đi đi khắp nơi mà không tốn tiền. Cha Du Xe
Kiều Văn Tụ Văn Đạt. Vâng, cha vua xe là linh mục của địa phận, tổng địa phận Hà Nội, họ hàng với ông Vinh nhà mình, và ngài tới thăm chúng ta vài ngày. Hôm qua ngài xuống đồng tế với chúng ta, và giờ sáng nay ngài ngoài chung vui với chúng ta làm chào phát tay chào mừng cha vua xe Tụ. Và hy vọng rằng ngài có một cái ra ngoài đây ngài được nhiều niềm vui, gặp gỡ mọi người, được tình thân ái của tất cả mọi người. Và chúng ta cũng may mắn có ba sơ dòng mến thánh giá xuống với chúng ta. Chúng ta làm chào phát tay chào mừng quý sơ. Và chúng ta cũng rất là vui mừng chào mừng những người bạn bè thân quen từ các cộng đoàn khác tới. Vì yêu quý những người trong cộng đoàn mình, vì yêu quý cộng đoàn mình mà hôm nay ra chung vui với chúng ta khó tay chào mừng tất cả những vị khách. Và có những vị khách là không phải người Việt Nam nữa, thì chúng ta rất là vui có sự hiện diện của họ ngày hôm nay. Và chúng ta cũng làm một tràng pháo tay chào mừng tất cả mọi người trong cộng đoàn chúng ta đã chơi ngày hôm nay. Chúng ta rất là vui mừng được chia sẻ tình yêu thương của Chúa qua tình thân ái, tình bằng hữu của cộng đoàn chúng ta. Chúng ta cùng chia sẻ niềm vui ngày hôm nay, và giờ đây chúng ta chia sẻ những món ăn ngon lành. Hy vọng quý vị đã có nhiều niềm vui qua các trò chơi, qua những trò chuyện tâm sự hàng huyên. Giờ đây chúng ta sẽ chia sẻ những món ăn ngon lành. Thì chúng ta dâng nâng tâm hồn lên để tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta tình yêu thương của Ngài. Giờ đây chúng ta lắng động tâm hồn và dâng lời cầu nguyện. Thì sau khi mà con làm phép của ăn rồi á, thì con sẽ hướng dẫn vấn đề xếp hàng và nhận thức ăn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy cho nhân lành, chúng con cảm tạ Cha vì Cha đã ban cho chúng con biết bao nhiêu hồng ân, nhất là ban cho chúng con tình yêu thương của Ngài và tình thân ái của cộng đoàn giáo xứ chúng con. Chúng con xin Chúa chúc lành cho chúng con, cho đời sống tu trì của các sơ, các cha, chúc lành cho công việc mục vụ của chúng con, cho cộng đoàn giáo xứ chúng con, cho sức khỏe, cho đời sống gia đình, cho công việc làm ăn, học hành, và chúc lành cho buổi học mặt sáng nay, ngày hôm nay, và những của ăn của uống chúng con sắp lãnh nhận nhờ sự rộng lượng và nhân từ của Chúa. Và xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả những quý vị giúp thực hiện cho buổi picnic ngày hôm nay, những vị chuẩn bị, những vị sắp đặt, những vị nấu nướng, những vị phục vụ, và sau này sẽ là dọn dẹp. Thì xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả quý vị đó. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhân Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Và trước khi chúng ta lấy thức ăn đó, thì chúng ta làm một tràng pháo tay cảm ơn tất cả những vị phục vụ cho chúng ta ngày hôm nay. Thì chúng ta có hai hàng để lấy ăn thức ăn, gọi là thức ăn từ người lớn, nhưng mà người lớn, người nhỏ gì đều có thể xếp được. Và một hàng xếp để đi lấy hamburger thì phần lớn là để dành cho các em, nhưng mà người lớn ăn cũng được. Thì chúng ta có thể xếp một hàng để lấy hamburger, hai hàng xếp để đi lấy đồ ăn người lớn. Ở đây là chúng ta có nước uống, nước lạnh, có đá, và đặc biệt là chúng ta có lemonade, tức là nước chanh, bột nước chanh pha có nền đá. Và giờ đây chúng ta sẽ xếp hàng theo sự hướng dẫn của anh Hải. Thấy anh Hải không? Anh Hải chỉ hai ngón không?
lòng con quyết nói gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đời đó, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Con quyết nói gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi phu đầy bóng tối, bầy trống răng tràn muôn lối, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Là cơn gió mang hương thơm tận ngàn phương. Anh nhớ người trai đi trong gió sương, lưu luyến gì không khi xa quê hương. Dắt chiều con đi qua đêm đen, cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa trói sáng khắp chốn, rồi sạch tôi đời ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết chọn đời dâng hiến xa thân, loan báo thiên ân cho khắp nhân trần. Con quyết chọn đời dâng hiến xa thân, loan báo thiên ân cho khắp nhân trần. Con quyết chọn đời dâng hiến xa thân, loan báo thiên ân cho khắp nhân trần.